Tháng 4 tuy là lời nói dối của ai đó, nhưng chúng ta hãy hy vọng rằng tháng 4 này sẽ không phải là lời nói dối từ các nhà làm game. Không còn những tháng ngày trì hoãn, không còn những cú lừa đồ họa qua những trailer cinematic vô cùng hào nhoáng, mà hãy là những gameplay đích thực mà chúng ta sẽ được tận hưởng khi tựa game đó được phát hành. Ok, hãy cùng mình đến với danh sách game hay tháng 4 từ Sega Game nha. Outriders, tựa AAA được mong chờ nhất trong tháng 4 này. Outriders được phát triển bởi People Can Fly và phát hành bởi Square Enix. Cái tên bắn súng co-op góc nhìn thứ 3 mang phong cách RPG được đặt trong bối cảnh vũ trụ khoa học viễn tưởng đen tối ở một tương lai tàn bạo xa xôi. Hứa hẹn là một tựa co-op chiến thuật nặng tính cạnh tranh trong tương lai. Outriders cung cấp cho người chơi lựa chọn 4 lớp nhân vật mang vai trò kỹ năng riêng biệt. Bạn có thể âm thầm ám sát kẻ địch khi là Trickster, thiêu đốt chúng trong vai trò của Pyromancer, càn quét mọi vật cản ngáng đường với tư cách của một Devastator, hay hóa thân thành một chiến binh sở hữu hệ thống vũ khí công nghệ tâm linh như Technomancer. Outriders sẽ chính thức đến tay người chơi vào ngày 1 tháng 4 trên các hệ máy PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC và Stadia. Breath Edge, một tựa phiêu lưu hành động nhập vai đã từng xuất hiện trên PC cách đây gần 2 năm. Breath Edge sẽ chính thức gia nhập làng console PS4 và Xbox One vào ngày 6 tháng 4 sắp tới. Breath Edge đậm chất sinh tồn không kém phần hài hước khi nhân vật chính của chúng ta cố gắng sống sót trên một con tàu vũ trụ bị hỏng, mắc kẹt giữa không gian vô định. Anh ta khám phá, đập đá, xây dựng cũng như chế tác những công cụ cần thiết cùng người bạn thân là một chú gà. Nhật ký đôi khi là những dòng tâm sự giải bày, nhưng nhiều lúc nó cũng hóa thành cuộc hành trình kỳ ảo, như câu chuyện mà Easy trải qua trong Lost Words Beyond the Page. Astoria, vùng đất của sự tưởng tượng, nơi mà con từ sở hữu sức mạnh to lớn có khả năng thay đổi thực tại. Điều này tương tự như việc chúng ta tự viết nên câu chuyện của bản thân qua nhật ký vậy. Bên cạnh đó, Lost Words Beyond the Page sẽ mê hoặc người chơi bằng sự pha trộn độc đáo giữa cơ chế gameplay và nét đồ họa thẩm mỹ màu nước nổi bật. Yếu tố mà nó sẽ khơi gợi bản chất tò mò của người chơi. Cùng với đó, thế giới màu nhiệm Astoria và sức mạnh bí ẩn nó nắm giữ sẽ đóng vai trò là động cơ thúc đẩy Easy vượt qua câu chuyện cá nhân sâu sắc này, thứ mà sau đó sẽ tạo nên nhiều trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cho người chơi. Lost Words Beyond the Page từ Sketchbook Games và Forstage sẽ liên kết các hệ máy console PS4, Xbox One, PS5 và Xbox Series qua tính năng tương thích ngược, Switch và PC vào ngày 6 tháng 4. Cozy Groove, một cái tên 2D giải trí nhẹ nhàng, phù hợp mọi tầng lớp lứa tuổi từ Sprite Fox. Chuyến dã ngoại luôn là khoảng thời gian giúp tinh thần khuây khỏa đối với những ai đã dành một tình cảm nhất định cho thiên nhiên. Do vậy, câu chuyện cắm trại giữa lùm cây ống cúng trên một hòn đảo ma ám nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế, nó sẽ từng bước khơi gợi dẫn dắt người chơi, gắn kết với cư dân lẫn những hồn ma cô đơn chỗ này. Cozy Groove không khoác lên nó mãi một màu u buồn, xám xịt như Don't Starve. Thay vào đó, qua mỗi nhiệm vụ, người chơi sẽ dần mở ra các bí ẩn xung quanh hòn đảo. Mà do vậy, một tổng thể bức tranh màu sắc sống động, tràn đầy niềm vui sẽ lan tỏa khắp nơi, tạo cho chúng ta những cảm xúc thư thái sau những giờ học làm việc căng thẳng. Ngoài ra, nếu đã yêu thích lối chơi đặc trưng của Animal Crossing New Horizons hay Doraemon Story of Season, thì Cozy Groove là cái tên mà các bạn không thể bỏ qua. Cozy Groove sẽ được phát hành thông qua các nền tảng PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series qua tính năng tương thích ngược, Nintendo Switch, PC và hệ điều hành iOS vào ngày 8 tháng 4. Zenjung, tựa game từ nhà phát triển IndieLeech Studio đã từng ra mắt trên PC vào tháng 6 2019, giờ sắp sửa lên PS4 cùng Nintendo Switch vào ngày 16 tháng 4 sắp tới, và hiện vẫn chưa có lịch dự kiến cho Xbox One. Zenjung lẽ ra đã được trình làng đến đông đảo cộng đồng gamer vào năm 2020, nhưng kế hoạch phát triển hình thức giao lưu giữa những nền tảng console đã khiến nó trì hoãn đến tận tháng 4 năm nay. Lấy cảm hứng từ văn hóa và các vị thần cổ đại Trung Quốc, Zenjung là một tựa roguelike mang hơi hướng anime đầy tính thử thách. Người chơi sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện huyền bí bằng cách thu thập các mảnh vỡ ký ức ở các cấp độ qua từng chặng, với kẻ thù ngẫu nhiên, vật phẩm nâng cấp sức mạnh, trùm cuối và câu đố dường như sẽ xuất hiện bất cứ khi nào. Người chơi có thể mong đợi những trận chiến solo hay co-op bất tận cùng các đồng đội của mình. Judgment, từ đội ngũ đã thực hiện nên loạt game Yakuza đình đám Ryuga Gotoku Studio. Judgment là một câu chuyện đậm chất drama về một luật sư hết thời đang tìm kiếm sự cứu rỗi trong một thế giới đang suy đồi và lâm vào cảnh tuyệt vọng. Judgment đóng vai trò như một làn gió mới trên loạt game cũ. Nếu các bạn đã yêu dòng game Yakuza thì các bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với Judgment. Hay nếu bạn chưa bao giờ chơi bất kỳ một tựa Yakuza nào,
thì đây sẽ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm Nhật Bản. Jugman thậm chí còn sở hữu cái tinh thần Yakuza hơn hẳn dòng game Yakuza. Jugman là một trong số những cái tên xuất sắc nhất từng được Sega tạo ra. Tựa game này sẽ chính thức đến tay người chơi PS5, Xbox Series cũng như Stadia vào ngày 23 tháng 4. Nier Replicant Version 1.22 4744 87139 là phiên bản nâng cấp của Nier Replicant, trước đây chỉ được phát hành tại thị trường Nhật Bản. Bối cảnh trong Nier Replicant diễn ra hàng nghìn năm trước những sự kiện của Nier Automata. Người chơi sẽ vào vai một thanh niên tốt bụng sống ở một ngôi làng hẻo lánh. Để cứu em gái Yona của mình, người bị bệnh nan y vì Black Scroll, cậu đã lên đường cùng Grimoire Wise, một cô gái kỳ lạ nhằm tìm kiếm những bí ẩn dấu kín. Nếu bạn nào thắc mắc thì phiên bản với số hiệu cực nhiều chữ số này 1.22, 4744 v.v. là căn bậc 2 của 1.5 và có vẻ như đây là một trò đùa hay ẩn ý từ Square cho một phiên bản kế nhiệm nào đó hay chăng? Nier Replicant version 1.2247 version căn bậc 2 của 1.5 sở hữu cơ chế combat tương đồng với gameplay của Nier Automata 2017. Do vậy, các fan Nier trên các hệ máy PS4, Xbox One cũng như PS5 và Xbox Series thông qua tính năng tương thích ngược và PC sẽ không quá bỡ ngỡ khi bắt đầu tiếp cận từ game này vào ngày 23 tháng 4 sắp tới. Returnal, cái tay bắn súng độc quyền cho PS5 từ Housemarque sẽ ra mắt cộng đồng PlayStation vào ngày 30 tháng 4. Returnal kết hợp hành động với lối chơi roguelike cùng phong cách bắn súng góc nhìn thứ ba, nơi người chơi chiến đấu để tồn tại trên một hành tinh thù địch luôn thay đổi theo sau từng kẻ chết. Dù chưa được phát hành chính thức, qua hai trailer, chúng ta có thể thấy được Returnal là một tựa phiêu lưu bắn súng, nhuốm màu sắc kinh dị, tăm tối ở hầu hết góc cạnh. Một tựa game sở hữu cái chất thường thấy ở thể loại kinh dị vũ trụ Cosmic Horror, thể loại mô tả về nỗi sợ mà con người không hề biết dành cho các thực thể tồn tại khác bên cạnh giống loài chúng ta. Nỗi kinh hoàng tột độ có thể xóa bỏ ranh giới giữa thực tại và ảo mộng. Thứ chất độc tinh thần có thể đưa đẩy con người rơi vào tình trạng điên cuồng, mất kiểm soát trong hành vi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chi tiết thể loại game kinh dị vũ trụ mà Say Game đã thực hiện qua đường link của video góc phải màn hình nha. Hoa, tựa game giải đố nhẹ nhàng đến từ Scroncast Studio, đội ngũ studio từ chính Việt Nam chúng ta. Hoa sở hữu một bối cảnh bình yên, nét vẽ trên nền đồ họa được trau chuốt theo phong cách mà chúng ta đã bắt gặp trong các anime Ghibli. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện giao thoa giữa nghệ thuật Ghibli và video games thì hãy ấn vào link mình để ở góc phải nha. Quay trở lại với Hoa, cuộc gặp gỡ giao lưu thân thiện với các loài sinh vật trong khu rừng xanh tốt trù phú là điều chúng ta sẽ trải qua khi tham gia vào cuộc hành trình của cô bé Hoa. Âm nhạc sâu lắng, tạo hình đáng yêu từ nhân vật chính cho đến môi trường xung quanh, cùng cốt truyện đáng mong đợi. Hoa The Game là cái tên mà chúng ta không thể bỏ qua, một nơi lý tưởng phù hợp để làm dịu đi tâm hồn nặng trĩu sau những ngày giờ làm việc căng thẳng. Hoa The Game sẽ chính thức có mặt trên PC qua Steam và Switch vào ngày 30 tháng 4. Cuối cùng, đây là danh sách đầy đủ hơn các tựa game sẽ được phát hành vào tháng 4 này. Các bạn hãy cùng theo dõi nha! Vậy là video game hay tháng 4 này của Saygame đã kết thúc. Các bạn mong chờ sẽ được tận tay trải nghiệm cái tay nào nhất thì hãy comment cho tụi mình biết ở ngay bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ấn nút đăng ký để nhận thêm nhiều video về game khác trong thời gian tới nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.